Xin chào các bạn, chúng ta sẽ quay trở lại với bài 8 là lá ẩn chính đánh số 1 của bộ Tarot, đó chính là lá Magician, Pháp Sư. Khi nhìn vào lá Pháp Sư, đầu tiên lọt vào mắt chúng ta là một nét mặt không hề dễ chịu một chút nào, một đôi môi mím chặt vì sự tập trung vào cái đồng tiền trước mắt của ông ta. Pháp Sư đang đứng trên một sân khấu giả định với đầy đủ những dụng cụ ở bốn tay của mình. Ồ, một sinh vật bốn tay. Sự kỳ quái của lá bài này không dừng lại ở đó. Nó còn nằm ở việc đằng sau lưng ông ta là những cái bóng in trên tường của những tác giả tưởng tượng mến mộ tài năng của ông ta. Những chi tiết chúng ta cần chú ý như sau. Đầu tiên chính là sân khấu biểu diễn với những khán giả tưởng tượng. Nó cho thấy được sự tự tin, tự hào muốn thể hiện của Pháp Sư. Hắn đã học và chăm chỉ luyện tập để khi hắn biểu diễn có thể nhận được lời khen tặng và sự thán phục của những khán giả của mình, kể cả khi những khán giả đó chỉ là tưởng tượng. Hắn đang tập trung để luyện tập trở thành một người mà hắn muốn trở thành. Nhưng lá Pháp Sư chỉ được đánh số 1 ngay sau con số 0 của The Fool, con số nhỏ nhất có thể đếm được, cho thấy rằng cho dù tiềm năng bên trong của hắn là không thể chối cãi, nhưng hắn đang quá tự mãn và ảo tưởng về khả năng của con người của mình. Thí dụ, một thí dụ rất đơn giản về trường hợp này, như là các bạn có thể thấy những đứa trẻ, tụi nó đi học lớp 1, tụi nó biết đọc, xong tụi nó về tụi nó khoe với các bạn là con biết đọc cái này nè, con biết đọc cái kia nè. Và nhiều khi tụi nó có thể lên mặt với lại những đứa trẻ khác về chuyện tụi nó biết đọc, còn những đứa kia thì chưa biết đọc. Nhưng đối với người lớn chúng ta, chuyện đọc là một chuyện vô cùng bình thường, có thể gọi là như vậy. The Magician đại diện lên cho những trường hợp giống như vậy. Điều tiếp theo các bạn cần phải chú ý trong The Magician chính là bốn vật phẩm trên bốn tay. Gương mặt tập trung thể hiện cho sự tập trung, quyết đoán, quyết tâm. Bốn vật phẩm trên bốn tay, một con người có hai tay nhưng Magician lại có đến bốn tay, thể hiện cho kỹ năng thực hiện tất cả mọi thứ của anh ta. Cái khả năng của anh ta là vô tận, là nhiều hơn con người bình thường. Bốn vật phẩm trên bốn tay chính là bốn thứ đại diện cho ẩn phụ: một cây gậy, một cốc nước, một cây kiếm và một đồng tiền. Hắn có sự nhiệt tình như lửa, sự thông minh của khí, sự nhạy cảm của nước và cả sự chắc chắn, bình ổn của đất. Chi tiết ở bốn tay đại diện lên cho sự đa tài đa nghệ. Như thành ngữ ba đầu sáu tay, hắn là một cá thể có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Bởi vậy nhiều khi lá Pháp Sư lên trong trải bài về công việc cũng cho thấy một người rất tham công tiếc việc hoặc một người đang rất bận rộn. Chi tiết tiếp theo các bạn cần chú ý là cái cốc đang được đặt trên cái thùng gỗ có hoa văn của ngôi sao, mặt trăng và mặt trời. Chi tiết này thể hiện sự hy sinh của The Magician sẽ được chứng nhận và đền đáp. Trong chiếc cốc chính là máu của hắn. Hắn đã hy sinh rất nhiều để đạt đến thành tựu hiện nay. Chiếc hộp có hình các hành tinh của vũ trụ thể hiện rằng sự cố gắng của hắn, sự hy sinh của hắn đã được chứng nhận bởi vũ trụ. Hắn sẽ được đền đáp nếu hắn kiên trì tiếp tục con đường này của mình. Về mặt nghĩa, nghĩa xuôi của La Magician thể hiện là một con người có khả năng, biết thể hiện, biết sử dụng tiềm năng bên trong bản thân mình một cách đúng đắn và chính xác. Lá Pháp Sư cho thấy bạn có khả năng để thực hiện những gì mình mong muốn, nhưng lá bài này cũng cho thấy sẽ có những hy sinh cần thiết để đạt đến mục đích đó. Lá Pháp Sư mong muốn bạn phải đầu tư thời gian vào luyện tập và rèn luyện những kỹ năng của mình nhiều hơn nữa. Lá Pháp Sư cũng mong muốn bạn hãy giữ vững sự tự tin mà bạn đang có và tiếp tục trau dồi sự tự tin đó. Nhưng nếu lá Magician, Pháp Sư lên ngược thì như thế nào? Nó cho thấy một tài năng bị phí phạm, nó cho thấy một sự không tiến bộ và nó cho thấy sự ù lì trong việc học một khả năng mới. Bạn đang phí phạm tài năng của bản thân mình và không làm đến nơi đến chốn bất kỳ một việc nào cả. Pháp Sư lên ngược thể hiện cho bạn thấy rằng bạn đã đánh mất sự tự tin của bản thân vì hay so sánh giữa mình và những người khác, để rồi lạc trong mớ hỗn độn của suy nghĩ đến khi đánh mất bản thân mình. Pháp Sư gợi ý rằng chính bạn phải tin vào những gì bản thân mình bạn đang làm, phải giả vờ rằng mình có thể làm được tất cả những việc đó cho đến khi mình thật sự làm được. Nó như câu thành ngữ fake it until you make it vậy đó. Đó là những gì bạn cần biết về lá Pháp Sư, lá được đánh số 1 La Mã trong bộ ẩn chính. Và tiếp theo, bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về lá thứ hai, là một lá đối lập về lá Pháp Sư này, lá Nữ Tư Tế ha. Hẹn gặp các bạn lại ở bài sau.